Chào các bạn, trước mặt các bạn đây là một cặp họng kèn của hãng GMTech Nhật Bản các bạn nhé. Một cặp họng kèn rất là đẹp, sơn zin và không thể đẹp hơn nữa các bạn nhé, vẫn còn rất là mới, chưa bị chảy xước gì. Cặp kèn này là cặp kèn 4 lỗ, rất là đẹp. Mới nhìn các bạn có liên tưởng đến những cặp họng kèn của ATEC 511 các bạn nhé. Cặp này thì nhỏ hơn một chút xíu, gọn hơn và nhìn đẹp hơn các bạn nhé. ATEC 511 thì được đúc làm hai mảnh và hàn lại, còn cặp này là đúc liền luôn các bạn nhé. Đây rất là đẹp, các mảnh ngăn này 4 lỗ, rất là đẹp các bạn nhé, rất là còn rất là mới. Sơn thì sơn zin luôn các bạn nhé, bên Nhật về. Đây các bạn, mình quay các bạn cùng coi đây, rất là đẹp các bạn nhé. Đây là những vết bẩn các bạn, còn rất là đẹp các bạn nhé. Đây chỉ có những cái vết chảy xíu xíu chỗ bắt ốc này là họ tháo thùng ra nhé. Đây là chiếc thứ nhất, và đây mình cho các bạn xem chiếc thứ hai. Đây chiếc thứ hai đây, rất là đẹp, sơn chiếc sơn zin vẫn còn nguyên bản các bạn nhé. Họng 1 inch các bạn nhé, 2.5. Và bây giờ mình sẽ đo kích thước của cặp họng này để báo cho các bạn cùng biết thế nhá, cùng xem nhá. Cặp họng này thì có cái chiều cao, đây là chiều cao của họng nhé các bạn nhá, 22 phân, 22 phân là chiều cao, và chiều ngang 37 phân các bạn nhé, 47 phân nhé, chiều ngang là 47 phân, còn chiều sâu là 35 phân. Đó. Đây là cặp họng kèn dành cho củ 1 inch các bạn nhé. Các bạn có thể là lắp được củ ATEC và đây củ 2 lỗ vít nhé, 2 lỗ. Cặp họng rất là đẹp các bạn ạ. Vẫn còn rất là mới bạn nhé. Cặp họng này để trên ốc tủ thì rất là đẹp các bạn ơi. Sơn sẽ còn rất là bóng này. Mình về vẫn chưa vệ sinh và mình lên clip luôn để cho các bạn cùng xem nhé. Bốn lỗ nhìn rất là đẹp các bạn ạ, cân đối. Và được cái chiều cao cặp họng này là 22 phân nên nhìn rất là đẹp và rất cân đối các bạn nhé. Và cặp họng GMTech của Nhật Bản sản xuất này mình xin giao lưu với giá 10 triệu 500 các bạn nhé. 10 triệu 500 nếu như mà bạn nào chuyển khoản đủ mình bớt 200. Còn các bạn cọc thì cọc cho mình 1/3 và mình sẽ gửi hàng nhé. Bạn nào có nhu cầu xin hãy liên hệ mình Hải Hà Audio, số điện thoại và Zalo là 0967165168, mình ở Biên Hòa Đồng Nai và mình ship toàn quốc nhé. Video mình sẽ kết thúc ở đây, xin thân ái chào các bạn.